Cái đẩy này thì anh gửi sang mãi đâu? Sang bên Slovakia. Slovakia. À tiệm khác à? À, thế là anh dùng bên đấy hay là người nhà mình? Anh dùng luôn à? Em về em mang đi. À, thế là bên đấy là trên loa gì rồi? Cái kia là ZBS. Của châu Âu hả? Của châu Âu. À. Của Mỹ đấy. À. À, nó xuất châu Âu đúng không? Ừ. Cái bộ này thì cái kia là cái bộ này không có gì. Không có, đúng rồi. Tây họ không hát karaoke. Tây họ không hát, chỉ có người Việt mình hát thôi nhỉ. Ừ. Tuyệt vời đấy. Thế là anh cũng theo dõi Hoàng Long này. Từ trước rồi đúng không? Từ rất là lâu rồi. Xem từ bên nước ngoài rồi. Vâng. À thế à. Anh nghiên cứu từ bên nước ngoài rồi. À. Đã nghiên cứu rất là lâu rồi. Vâng. Thế hôm nay để hai anh em phải đi xa lên 60 cây số từ 60 cây cơ. Từ mãi đâu anh? Từ ở Quốc Oai ạ. À thế à. Tuyệt vời quá, cảm ơn anh. Ê, còn cái này nó chi theo anh phải vài nghìn cây số nữa đúng không? Đấy, phải bay một phát sang châu Âu nữa. Phải cắt tiếng hát ở bên kia. Hơn chục nghìn cây số nhỉ. Phiêu lưu. Ờ đúng rồi, cái đấy phải tháo pin ra đấy để không đi máy bay không cho đi. Dạ. Không có người bên người Việt mình ấy. Mua sang bên châu Âu mới lại Mỹ dùng cũng nhiều lắm. Dạ, mua hàng của bọn em nhiều mà. Dạ. Cộng đồng ở bên kia. Vâng. Cũng nhiều lắm ạ. Người dùng bên châu Âu ở bên em nhiều lắm. Bởi vì bên kia họ thường bán những cái bộ cả loa cả lũ đắt lắm, phải 2.000 đồng. Ừ. Tính ra tiền Việt mình ở bao nhiêu? Khoảng 50 60 triệu. À. Mà cũng loa nước men thì nó cũng như thế này. À. Nó quan trọng là bây giờ mình gửi được những cái này sang là mình khó đấy. Nó đúng đi, rồi phải đi hàng theo kiểu dạng vận chuyển. Dạ. Vận chuyển thì tốt kém. Đóng gói hết cho anh ở cho luôn tay mic vào anh. Cái này nó có cả điều khiển đấy đúng không? Vâng. Ok. Anh biết cách dùng rồi đúng không? Có, biết rồi. À, cái này nó đơn giản lắm hả? Có gì thì em gọi về Zalo. Dạ được. Được ạ. Anh giáo sư hãy hướng dẫn cho anh. Giáo sư Khanh. À, cái này là anten của Bluetooth đấy. À, Bluetooth. Còn hai anten này của mic. À. Cho anh cả cái chống lăn vào nữa. Ừ. Đúng rồi, cho cả chống lăn vào. Dây. Vâng, dây. Cái này nó liền mic luôn chị ạ. À, thì không cần cái này đâu. Ừ. Ừ, cái này của anh à? Cái này của anh bị hỏng à? Không, nó vẫn dùng được nhưng mà nó bị gãy gãy này đúng không? Nó bị gãy đúng không? Không, như vừa nãy cái anh thử cái này đấy. Anh dùng tivi đúng không? TV thì còn dùng cây quang anh ạ. Cái dây mic cái gì anh đây này của anh là sao? Cái dây này nó kiểu như là gãy, anh cắm nó bị gãy. Vất vả nhỉ, chơi âm thanh vất vả thật. Là Việt Nam mới mua được. Anh có Google Maps không? Qua cổng trường, về Hà Đông. Về được Hà Đông. Vâng, tôi về bấm về Hà Đông. Đấy, nếu đến về Hà Đông nhé, đi Hà Đông thì chạy ra cổng Quy. Bật bật bản đồ đi em bấm chỉ đường cho. Đấy, đấy, anh về đâu? Về Hà Đông. Hà Đông. Hà Đông. Hà Đông. Đây, Hà Đông. Chỉ đường nhau, thì là đi thôi. Ừ. Đây nó sẽ chỉ mình đường ngắn nhất. Đường ngắn nhất đi sang hướng khai là gần nhất. Đấy. Anh ở máy bên tiếp khắc theo dõi bên Hoàng Long chúng em và sau đó thì khi mà tới nước ăn Tết thì cũng anh qua ủng hộ chúng em những sản phẩm trong ngày hôm nay, rất là cảm ơn anh. Kính chúc anh thật nhiều là sức khỏe.
công tác tốt và cũng như là có thật nhiều niềm vui, tiếng hát tiếng cười bên những bộ dàn combo mà Hoàng Long chúng em cung cấp. Các bác anh em có nhu cầu thì phải gọi điện trực tiếp để chúng em tư vấn cũng như là được phục vụ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Đi đường này thì nó đi thẳng ra đến ngã ba, cái ngã ba còn chiếm cho mình.